Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy Ecomat. Trong video ngày hôm nay thì Điện máy Ecomat sẽ so sánh cho các bác hai mẫu máy hút bụi đến từ thương hiệu Hitachi với model lần lượt là CV-SF18 và CV-SF20V. Như các bác thấy thì cả hai em này thì có ngoại hình khá là giống nhau, chiều cao, cân nặng, thiết kế thì cũng ngang ngửa nhau các bác nhé. Cả hai em thì đều được lắp ráp tại Thái Lan và có chế độ bảo hành lên đến 12 tháng các bác nhé. Cả hai em thì đều được trang bị bánh xe giúp các bác dễ dàng di chuyển trong căn phòng của gia đình nhà mình. Về phụ kiện đi kèm thì cả hai em này sẽ đều có các phụ kiện như là đầu để mình hút sàn, hút thảm và sẽ có đầu hút khe đi kèm chổi các bác nhé. Điểm sẽ đều có nút nguồn này và nút thu dây về. Thì cả hai mày thì sẽ đều trang bị nút nguồn và nút thu dây về như nhau các bác nhé. Đó là về điểm giống nhau. Còn điểm khác nhau giữa hai mày thì các bác sẽ thấy luôn là với CV-SF18 thì có công suất là 1800W. Còn với em CV-SF20V thì công suất sẽ nhỉnh hơn một chút, lên đến 2000W. Cho cái trải nghiệm hút nó sẽ nhanh hơn, công suất khỏe hơn các bác nhé. Với em CV-SF18 thì sẽ mặc định ở một mức công suất nhất định, nghĩa là các bác sẽ không điều chỉnh được mức công suất. Còn với em CV-SF20V thì các bác sẽ thấy luôn là trên thân nó sẽ trang bị luôn một núm xoay để các bác có thể điều chỉnh được công suất từ nhỏ đến vừa đến mạnh, tùy thuộc vào mình dọn dẹp nhà cửa mình muốn để công suất như nào thì mình có thể điều chỉnh được. Đấy cũng sẽ là một cái điểm ưu điểm của CV-SF20V các bác nhé. Sẽ có một chút điểm khác nữa ấy, mà trong cái khi mà các bác mua sản phẩm về thì các bác sẽ thấy là ở bên trong hộp ấy sẽ có điểm khác nhau, là với em CV-SF20V thì cái thanh ống dài của máy ấy, nó sẽ được thiết kế là bằng inox các bác nhé. Còn với CV-SF18 thì nó sẽ không phải là inox đâu nhé các bác nhé. Đây thì bên em cũng sẽ nói rõ cho các bác luôn ở trong video cũng như là ở khi mà tư vấn cho khách hàng thì em sẽ nói rõ luôn cho khách hàng ạ. Cả hai em thì đều được trang bị màng lọc HEPA nano titanium loại bỏ lên 99,9% bụi bẩn căn phòng của nhà mình các bác nhé. Cả hai em này thì Điện máy Ecomat đang bán cho các bác mức giá chỉ nhỉnh hơn 2 triệu đồng khoảng một chút thôi. Với CV-SF20V vì công suất lớn hơn một chút nên giá sẽ nhỉnh hơn khoảng 200 nghìn các bác nhé. Các bác cần tư vấn đi thêm các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline bên em. Hoặc các bác có thể để lại bình luận ở phía dưới, bên em sẽ có nhân viên tư vấn thêm cho các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.